Hoàng Phủ Thiếu ơi, tại sao lễ tân hôn này lại không phải là ngày vui của Thiếu Hoa và Tô Ánh Tuyết? Cho thỏa và chờ mong bấy lâu, đẹp môi duyên ban đầu, ai gây chỉ cánh chia phôi cho sầu riêng mang, còn mong chi lứa đôi sum họp một nhà. Bận tiếp khách nên vào trễ, em có buồn không? Không. Không buồn nghĩa là vui phải không em? Không. Lại Hoàng Phủ Thiếu Hoa, chị định là nay mai đây sẽ cho chuyện sau sắp dân gian kén chọn nhân tài thông lãnh bao quân bình xuyên cứu nước, chỉ chắc chàng sẽ tìm cách về đây kinh để vào giữ thi tạo trượt giáp tiếng rồi chị sẽ sâu xin giải quan. Bây giờ em xin tân lang hãy động phòng qua chút. Xin ra mắt ân sư, nhờ ân sư giúp đỡ môn sinh mới được danh đề bản hổ, vậy một lễ này xin đáp tạ ân sư. Kìa Dương huynh chứ nên phủ lễ, giờ đây chúng ta là bạn đồng liêu, tôi xin đức Dương huynh
đừng có lại nữa nhé. Này, chẳng hay Dương huynh đã có nơi nào để đỉnh bề gia thất hay chưa vậy Dương huynh? Thưa ân sư, môn sinh đã có đính hôn với một người mà môn sinh chưa được nhìn sắc thắm của hoa hồng thì giông tố đã cuốn trôi nhịp cầu duyên gãi đổ. Nhưng dù cho nhịp cầu xưa có gãi đổ, lòng tôi vẫn không quên người con gái đã vì tôi mà ôm hận tôi chốn diêm đào. Người chết là hết rồi, nhưng đôi với tôi nàng sống mãi đường đầu. Tôi nghe như hơi thở của nàng đang theo làn gió thoảng còn phảng phất đâu đây. Đêm đêm ôm bóng hình nay trong mộng đẹp đẽ rồi căng tở suốt năm tháng. Ân sư ơi, nàng ở đâu? Xin ân sư đừng giấu môn sinh tội nghiệp. Không, tôi nào có biết nàng hiện ở nơi đâu. Chẳng qua là nghe câu chuyện tình sầu, tôi muốn góp vài câu an ủi. Tôi linh cảm như tâm tình kia không bị vùi chôn trong lòng đất lạnh. Giặc chống biên thuyền, xin vâng lời giải của ông sư. Tôi chờ ngày Dương huynh đắc thắng. Thanh đường gia lâm. Thánh hoàng giáng thế. Cảnh miễn lễ ba quan hay bình thần. Thần Dương thiếu phủ bình động nguyên soái kính chúc thánh hoàng giáng thọ. Và kinh văn lên hàm điệu của phiên dương, xin thánh hoàng ngự lãm hãy lâm hy lâm. Dương nguyện xoay lập kỳ công bình phiên quốc, để tưởng thưởng đến anh hùng cũng không phải là thường. Chức khấu thọ tướng ta ban phương người có đôi mắt ngọc. Khâm tuân mạng. Hạ thần cảm đội ân sâu của thánh thượng, và thần hạ xin tâu tình nỗi quan ức và nghề đình tôi đã mấy họ lưu đã bày mưu thà gian cho lũ giặc xâm cầm mà thân phụ nhẫn tâm tấu tình cha già ghi hàng cha trả lưu tiếp chân có rõ ràng tội nguy bạn dần ban đường ám hại trung thần tội tài đời chứ tử tạm làm mà. Tiện nữ xin thay cha chịu án rơi đầu. Hoàng phủ công tử, xin nghĩ đến tình xưa mà rỗi tâu với thanh hoàng, chưa thiết được chết thay cái thân phụ. Duyên khi
miễn lễ. Bệnh của em ta có thuyên giảm chút nào không? Bẩm nương nương vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Bệnh của em ta là bệnh tương tư, trung tâm bệnh đó tuy khó mà cũng dễ trị. Ta đã cho mời lễ tổ tướng đến đây xem mặt cho em ta. Thừa tướng cùng với lão già nào vừa tới trước cửa dinh kìa. Tôn Vũ Nương, hãy theo ta vào trong. Và bẩm thừa tướng, kính thỉnh ngài vào xem mạch cho Đông Bình Dương. Xem mạch đó cần phải được yên tĩnh, người phải lui ra thật xa, khi nào cần ta sẽ gọi. Tuấn lệnh, mời ông lão theo tôi. Ta là lão y, lão y phải ở lại đây giúp ta xem mạch, người hãy lui đi. Tuấn lệnh. Đó, bây giờ không có ai thì lại nhìn mặt người ta cho đã thèm đi. Cứ nặng nát đòi đi theo cho được mới nghe hà. Chứ bộ hơn gì tôi sao? Vừa nghe người ta đau là chắc lưỡi xích xo ra vào tư lự. Chưa biết ai thương nhớ hơn ai à. Thôi, mời lão y vào đây xem mặt cho vui đi. Trời ơi, ốm yếu xanh xao vàng giọt hết sức gì đó. Tôi nghiệp không? Ủa, để tôi coi mặt một chút chứ. Bộ tính ngồi đó ôm tay người ta vô ngực rồi ngó mặt người ta hoài như vậy hay sao? Thì đó, mời thừa tướng ngồi xuống đây xem mạch người ta. Cho mát ruột. Đây là tâm bệnh, nhưng không có gì nguy hiểm. Mạnh Lê Quân, Mạnh Lê Quân, Đông Bình Dương chứ nên vô lễ. Người chưa nhận rõ ta là ai sao? Trời, thừa tướng Lễ Minh Đường xin ân sư tha thứ lỗi. Đông Bình Dương, tại sao khi mê sảng người chỉ gọi đến Mạnh Lệ Quân? Ân sư, ân sư ơi, ba tiếng Mạnh Lệ Quân như đã hòa tan công quyết hoàng và đã biến thành ra tiếng gọi bi thương của cánh chim côi lạc lòng cuối chân trời. Ngọc lầu vàng và vẫn xem Đông Bình Dương là kẻ bá tình phủ nghĩa. Trời ơi, quan tình này không giải được thì ta chết mất. Mạnh Lệ Quân. Ý, trời ơi, Đông Bình Dương hoàng phủ thiếu qua. Thương chàng Lệ
gì nữa mà chưa chịu bỏ lốt năm trăng đó đi hả Mạnh tiểu thư? Vô lễ! Bà kia, bà mới gọi ai là Mạnh tiểu thư? Dạ tôi biết ngài làm quan tể tướng, nhưng cũng chính là nàng Mạnh Lệ Quân. À, thì ra thiếu qua đau bệnh giả giờ gạt ta đến nhà để sắp đặt làm nhục ta. Ô kìa, sao thế nhũ nương? Việc này ta sẽ nhờ Lượng Thánh Quân xét xử. Dạ xin ân sư bớt giận, tại tôn nhũ nương già yếu lẩm cẩm chứ đâu phải là làm ông sinh dám xúc phạm đến ân sư. Lần thứ nhất ta tha cho, nếu còn tái phạm thì đừng trách ta độc ác. Thôi bà đỡ Đông Bình Dương vào trong an nghỉ và lo thuốc thang cho người. Tuân lệnh. Anh Tuyết, Tô đại nương đã nhận ra chân tướng của ta rồi, ta cần ở lại để đánh tan ngờ vực. Còn em nên về trước đi, vì nếu ở lại lỡ nhũ nương nhìn ra em thì nguy lắm đó. Ai bảo hớ hên, là nhà của người ta mà cao hứng nói toàn những tiếng ngọt bùi âu yếm thì làm sao khỏi bị lộ chân tướng cho được. Anh Tuyết em, thà xa cách mà dằn thương đen như, chưa gặp nhau đây lòng sao khỏi bâng khuâng. Trong cơn mê chàng luôn gọi Mạnh Lệ Quân, ta nghe như nhớ lại buổi ban đầu gặp gỡ. Tình mới trao mãi phương trời cách trở, nhớ thương ai vàng vỏ nét xuân hồng. Thì sao? Lão uy hiếp về trước báo tin, kẻo phu nhân ta nóng lòng trông đợi. Xin tuân lệnh. Trời ơi, tôi nói không được là không được mà. Tội nghiệp tôi mà chú. Tôi nói không được là không được mà. Làm ơn cho tôi vào gặp, vì tôi cần gặp mặt Lệ thừa tướng một chút thôi. Trời. Ông như thế mà đòi gặp ông thừa tướng à. Tôi thừa lĩnh thanh hoàng à, và có đều cơ mật phải tình à, ngay à. Nếu chú làm cho chậm tệ việc của thanh à, bộ tính hù thằng này hả? Thôi đừng có lộn xộn, về đi, để thằng này nổi giận là ăn thôi à. Trời hoàng thượng, hảo thần chậm trễ tiếp nghinh xin thánh hoàng lượng thứ. Miễn lễ, miễn lễ. Trời, chết tôi rồi,
muôn tâu kẻ này có mắt mà lọt trầm, cuối xin thanh hoàng ta thứ tội. Chẳng không bắt tội là không bắt tội. Những người nên nhớ đừng có ỷ thế quan mà bắt nạt lê dân nữa nha. Dạng tạ ơn đức thanh quân, tôi nói không được là không được mà. Lễ hiền khánh, vì được tinh khánh nhã bệnh, ta vỗ dài cải trang qua tướng phủ để dân an. Thì lại được tinh khánh sang hoàng phủ nên ta vỗ giả tìm đến đây để gặp mặt. Muôn tâu, để hả dành cho kẻ hả thần nhiều cảm tình đặc biệt, e rằng dám võ bá quan sẽ lắm lời dĩ nghĩ dèm phá. Hiền khánh ơi, triều trung dân bông khanh chỉ có vài hôm, nhưng chậm cảm thấy như bôn bề quán dân, và lòng chậm cũng lạnh lạnh cô đơn, nỗi buồn men mát rào rạc dân lên. Thần thiếp không hay, xin ông trên xa tội. Ai khanh không có tội gì cả, ta đến đây thăm bệnh Đông Bình Dương, nhưng bây giờ thì ta hầu cũng đi. Để ngự lâm quân đem lâm xa đến. Thôi đi sao về vậy, được rồi ta về. Hạ thần cũng xin phép về dinh, kéo hiền phủ ở nhà trong đợi. Kính chào hoàng hậu. Đại nương đã nhận chắc chắn rồi chứ? Muôn tâu, nàng đúng là mạnh lễ quân cải nam trang rồi đó. Tốt lắm. Ta có cách khiến cho nàng lộ rõ ràng chân tướng, để em ta hết đau buồn vì thương nhớ tương tư. Rượu, rồi thoát thai để tường hôn thiệt. Môn tâu, thanh thượng gọi hạ thần đến đây có điều chi dạy bảo. Hôm nay cảm thấy trong vườn tượng quyển của trăm hoa đua nở, trăm mời cảnh đến để cùng ta đôi ẩm ngâm qua. Môn tâu hạ thần xin phép được dùng trà. Không không, cảnh hãy chiều theo ý và giúp trẫm thực hiện điều mơ ước là cùng nhau đôi ẩm dưới trần để ngắm xem cảnh giấc mơ hồ, tất cả đều mập mờ mông lung, có phần nghĩ biệt giá chân gió nhẹ lướt đi qua như mơ mang. Bước chân dân cổ đổi thay, tiến ra dạng tràng thiên hình.
lượng rất kém, xin ơn trên tha thứ cho ngu thần. Ta mời rượu chứ đâu có bắt tội mà khanh xin tha thứ. Nào uống đi, uống nữa đi, chặn chen cho trăm vui mà. Xin bệ hạ quản lệ ngày mai, hạ thần cảm thấy qua mắt ồ tai, hạ thần xin lui bước. Có người lấy thừa tướng, lấy thừa tướng. Lạ kìa, sao người lại mau say và say đến độ mê man như vậy kìa. Lễ hiền khánh, lễ hiền khánh ơi, muôn tâu thánh thượng, lệnh thái hậu ban sắc kỹ, tiểu thánh hoàng đến giảng thọ cung bái kiến. Ta sẽ đến ngày cung nữ diều thừa tướng vào thưởng nguyệt đình để người nằm tạm để chờ ta trở lại nhé. Đại nương, thánh thượng đã đi rồi, đại nương cứ thoát hài ra xem thử. Muôn tâu đúng là gái giả trai rồi, đây là chiếc hài thêu. Hãy cho nàng uống thuốc giải mê và gọi nàng dậy cho ta hỏi chuyện. Mạnh Lễ Quân tiểu thơ, Mạnh Lễ Quân tiểu thơ ơi, tiểu thơ đã bị lộ cho tâm tích rồi. Trời ơi, chết ta rồi. Ơ kìa, tại sao nàng chạy nam trang, tội trạng y khó bề dung thư. Môn tâu vì muốn quái bị ép duyên và giữ vẹn lời giao ước, nên thiện thiếp cải nam trang dòa lần bước vô. Như vậy cũng không khỏi tội tử hình. Khoan, có lệnh của thái hậu đoàn mãnh tỷ và cung. Đi em, chờ Lễ Quân ý kiến mẫu hậu rồi trở lại đây đau phủ quân sẽ xử trảm. Khoan, tấu bệ hạ quy sinh lưỡng biển trời soi xét nghĩ đến công hạng mà bình phiên của kẻ ngu thần. Chỉ có hoàng thái hậu mẫu hoàng dạng với Dương Nhi, mẹ xét thấy Mạnh Lễ Quân là trang nữ lưu tiết liệt, là bậc kỳ tài có chi cả hơn lắm kẻ trưởng phu. Mẹ phong cho nàng tước bảo hòa công chúa và tư hôn nàng với hoàng phủ thiếu hoa để đền công hạng mạng. Dương Nhi hãy lập tức thi hành mẫu hoàng dạng với Muôn tâu chẳng hay thánh thượng nghĩ sao? Qua hồi gian khó sầu đau mới tường cầu thủy chung, chúng cho mối duyên son thành sống cùng chung trong đời, nhưng còn tim chưa hoàn toàn rắc rối như ngồi thế còn hai thì làm gì được.